trời. Chích nè. Quá trời. Đang hút, đang chuẩn bị leo hút ông mọi người. Đó, đang leo lên. Đây là ông nha. Anh đứng qua ông kia anh coi có ông bận không anh. Ông hết hồn luôn. Chà bá luôn trời. Này vừa leo vừa xịt ông bận luôn nha các bạn. Leo tới đâu rồi có ông bận tới đó xịt ạ. Đó, đang leo lên. Nói bay lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đó, giờ đang leo xuống các bạn ơi, lấy được cục mật rồi, giờ lấy xuống gần tới rồi các bạn ơi. Giờ tay hút ong đó các bạn, giờ xuống rồi đó. Giờ đây thành quả, nó thành quả của ong hồi nãy nè các bạn, đây thành quả của ong hồi nãy với một mớ mật mà mình hồi trước mình có đi hút mấy ổ trước rồi nha các bạn. Đây mật nè, nó mật này không các bạn, trời bá luôn, mật cũng chảy ra ngoài hết trơn. Đây cục mật bằng kỳ, 2-3 ổ luôn nha các bạn. Sớm giờ mình hút 5-6 ổ rồi mà mình quay một ổ cho các bạn xem thôi, xem thấy lý dị thôi. Đây cục này nhỏ quá. Rồi tới đây mình cũng xin kết thúc video nha các bạn. Rồi chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ nha.